Tình yêu là thứ giúp cuộc sống thêm nhiều màu sắc. Chúng như là phép lạ, có thể biến kẻ tật nguyền thành lành lặn, thay đổi nhân sinh quan của kẻ khốn cùng chỉ với một bát cháo hoặc một bát phở. Tình yêu nghĩa rất rộng. Nó là một loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau. Yêu phở tái, yêu mẹ, yêu ba, rọi béo, yêu quê hương. Và tình yêu lớn nhất là yêu toàn bộ chúng sinh nhân loại. View này sẽ về thứ tình mà khiến biết bao con tim loạn nhịp, vì các pro yêu cầu lợi và hại của tình yêu nam nữ. Nên mình sẽ chia tình yêu này thành hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1, từ lúc các pro lớp 5 đến khi các pro học hết năm 3 đại học. Tại sao lại là khoảng thời gian như này? Thì đây là dấu mốc bạn đã bắt đầu có cảm xúc lạ với bạn A, bạn B. Cuối năm 3 cũng là lúc thay vì cấm, người ta bắt đầu đặt những câu hỏi như: bao giờ có người yêu? Từ lớp 5 đến đầu lớp 10, tình yêu là thứ gì đó bồng bột, sớm nở chóng tàn, chả có lợi, chả có hại. Nó chỉ giúp nhiều anh trai thay vì bóc tem qua iPhone mới thì lại đi bóc lịch. Từ lớp 10 đến hết cấp 3, yêu sẽ giúp bạn nam trả lời một vài câu hỏi lớn như: sau này sẽ làm gì? Tháng này mẹ để tiền ở đâu ta? 2 triệu. Tích cực thì đôi bạn cùng tiến, cùng đậu nguyện vọng 1. Tiêu cực thì đôi ta cùng tiến, cơ mà là tiến này lết đường. Tình yêu giai đoạn này nó giống như NO, không bền, trừ phi có sự cố hoặc là bố bạn trai cực kỳ giàu. Lên đại học rồi thì yêu đi chơi chí, cơ mà nhớ xem hết chuỗi video giáo dục giới tính của mình ấy nhá, không lại về báo. Cá nhân mình thì thấy sau cùng, thứ đáng nhớ nhất thời học sinh sinh viên là tình yêu, là rung động chứ không phải là cân bằng hóa trị, tích phân hay logarit. Ở giai đoạn 1 để có tình yêu thì khá là dễ, với nam thì sạch sẽ, có tài lẻ là auto của gái thích, nữ thì nên dùng nhiều app vào, thả thính, chia sẻ status, xên xuống, buôn bã các kiểu là có người quan tâm. Sẽ có rất nhiều tự ti bất ổn ở giai đoạn này. Nó là rào cản của tình yêu, hãy vượt qua nó và bạn sẽ có một thời đáng để nhớ. Nói vậy không có nghĩa là mình khuyến khích các bạn yêu. Đến cái bánh tráng còn có hai mặt, vậy nên hãy coi nó là một thứ gia vị giúp cho món chính ngon hơn, chứ đừng quá lạm dụng. Còn nếu không hoặc chưa có người yêu, hãy tìm đọc hoặc nghe hai cuốn sách này, nó sẽ giúp bạn có người yêu.